Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui mỗi khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình chia sẻ những mẫu nhà đẹp, những không gian sống đẹp của nông thôn Việt Nam. Trước hết, mình rất cảm ơn những chủ nhà luôn mở rộng cửa để cho mình tạo điều kiện cho mình ghi hình. Và cũng đặc biệt cảm ơn quý vị khán giả. Mỗi khi mình đăng video lên thì các bạn đều đón xem và cho mình những cái bình luận rất là tích cực. Cái kênh của mình thì chủ yếu là hướng tới những cái bạn chuẩn bị làm nhà, chia sẻ với các bạn những cái không gian sống đẹp và những cái cách xây dựng mới nhất hiện nay. Hôm nay thì mình đang đứng trước một ngôi biệt thự nhà vườn với cái phong cách hoàn toàn hiện đại các bạn nhé. Cái mái bên trên thì vẫn đổ mái, vẫn che, vẫn nợp mái để bảo vệ cái mái bê tông. Nhưng nó, cái ngôi nhà này thì nó không quá thiên về cái hình thức mái ở bên trên, mà nó mang lại cho chúng ta một cái không gian, cái hình khối rất là thẳng phẳng và hiện đại. Và cái mẫu này mình có thể gọi là cái mẫu nhà hiện đại theo cái phong cách của Hàn Quốc các bạn nhé. Đây, đặt cái phong cách nhà của Hàn Quốc luôn. Và cái điều đặc biệt nữa trong cái ngôi nhà này, đó chính là một cái khoảng sân phía trước. Thay vì làm một cái khoảng sân rộng bê tông hoặc là sân gạch thì bạn ấy đã làm một cái khu vườn ở đây. Các bạn thấy khu vườn có đẹp không ạ? Trước khi chia sẻ vào trong nhà thì mình muốn mời các bạn tham quan cái khu vườn. Thực sự mình bị hấp dẫn ngay cái nhìn đầu tiên từ cái khu vườn này. Các bạn có thấy là cỏ cây chen đá, lá chen hoa, đúng như trong cái câu thơ không ạ? Và nó rất là gần gũi, nó rất là thôn quê. Đây này, các bạn nhìn cái cây này, có thích không ạ? Và cái bạn chủ nhà này thì cũng rất quan tâm đến cái vấn đề phong thủy, cây cối ở trong nhà. Cái cổng thì bạn đã thiết kế về bên phía bên trái của ngôi nhà. Cỏ cây hoa lá rất là nhiều, rất là xanh mát luôn. Và khi đi vào trong nhà thì cái cổng của bạn ấy vừa mở về bên trái rồi, nhưng vẫn đi vòng vèo và đi vào lán xe chứ không đi thẳng vào trong nhà các bạn nhé. Đi thẳng. Như vậy là cái cách đi như vậy thì nó sẽ bớt những cái xung sát vào trực tiếp vào trong nhà mình. Và hai nữa là khi đi vào tới nhà thì nó đã được cây xanh làm sạch, bớt cái vi trùng vi khuẩn trên con người của chúng ta rồi. Đó. Mời các bạn tham quan cái công viên cây xanh của bạn này. Có thú vị không ạ? Và cái mẫu biệt thự nhà vườn á, thì khi mà các bạn có đất, kể cả không có đất thì các bạn cũng nên làm nó về nuôi về phía sau và xung quanh vẫn để còn đất các bạn nhé. Đó. Tất cả những cái đường trang trí trên ngôi nhà rất là thẳng phẳng hiện đại, không cầu kỳ gì cả, nhưng mà nó toát lên một cái vẻ đẹp chuẩn của cái không gian mới bây giờ, chính là cái ngôi nhà xanh. Mà ngôi nhà xanh thì nó là gần gũi với thiên nhiên, nó tiết kiệm năng lượng và nó phù hợp với cái khu vực thôn quê các bạn nhé. Và nó cũng nổi bật luôn. Đó. Cái khung cảnh rất là đẹp luôn. Mình thích cái cây bưởi của bạn ấy quá. Những cái cảnh này chắc chỉ có ở Việt Nam của mình mới có, Việt Nam quê hương tôi mới có thôi các bạn ơi. Thực sự nó gần gũi, nó thân quen lắm. Và đây nữa, những cái hàng cây thanh táo rồng ở dề đường đây này. Đây là đặt cái nối cổ ngày xưa các bạn nhé. Cái cây thanh táo này thì nó có tác dụng là hút độc. Khi chúng ta đi từ ngoài vào là nó sẽ hút bớt những cái khí thải của xe máy, những cái độc tố mà chúng ta mang từ ngoài thiên nhiên, ngoài xã hội về nhà.
thì đi qua những cái cổng hàng rào, cái cây cối này của mình, nó sẽ hút bớt những cái chất độc đi ạ. Nhiều bạn cũng thắc mắc là mình quay ở trong nhà ít, trong nhà thì mình chỉ quay vừa đủ thôi ạ. Chứ còn thực chất là mình muốn chia sẻ với các bạn để các bạn tạo lên cho gia đình mình những cái không gian sống thật là đẹp. Đó. Các bạn thấy hoa có đẹp không ạ? Thực sự khi về đến nhà không cầu kỳ hoa mỹ gì cả. Rất đơn giản, rất thôn quê, rất dân dã thôi. Nhưng các bạn nhìn thấy những cái bồn hoa tự nhiên nó lở, có thích không ạ? Quá thích luôn. Cảm ơn các bạn đang xem video trên kênh Nhà Đẹp NTN. Nếu bạn thấy chia sẻ của mình hay hữu ích, nhớ cho mình một nút thích, một nút đăng ký kênh để mình thường xuyên cập nhật những mẫu nhà mới nhất, cập nhật những cái quan điểm về xây dựng của mình cùng với các bạn. Mình sẽ chia sẻ với các bạn tất cả những cái gì mới nhất hay đẹp nhất cùng các bạn. Chỉ mong các bạn có những cái không gian sống thật đẹp, thật lãng mạn và thật gần gũi với thôn quê. Đó. Mặc dù cái ngôi nhà này thì phong cách bên ngoài rất là hiện đại, cứng cáp, nhưng khi vào bên trong các bạn sẽ bị hấp dẫn bởi những cái không gian của nó rất là mềm mại, cởi mở các bạn nhé. Chút nữa các bạn đi theo cùng mình. Và khu vực nán xe thì bạn nằm nhỏ nhỏ xinh xinh ở phía cuối kia. Và tất cả những cái công trình cũ của bố mẹ là bạn ấy vẫn giữ nguyên. Giờ mình chia sẻ chi tiết vào ngôi nhà. Ngôi nhà này có cái chiều rộng mặt tiền là 12m và chiều sâu là 11m các bạn nhé. Đó. Và được làm trên cái diện tích đất là 2000m2 đất. Đây, hôm nay thì con ngựa sắt của mình nó đã chinh chiến tới đây. Và bác chủ nhà thì bảo là xe này là giống xe của Phan Sáng quá, mà đúng là xe của Phan Sáng thật. Mình hâm mộ Phan Sáng từ nhỏ. Cái khu vực gara xe thì bạn làm cũng rất là đơn giản, ngay cạnh cái không gian nhà chính. Trước khi vào trong nhà thì mời các bạn tham quan cái xung quanh nhà một chút các bạn nhé. Đó. Xung quanh thì bạn ấy để cái đất cao hơn. Cái đất ở phía sau cao hơn. Nó cũng giống như ta đang ngồi dựa vào một cái thế dựa lúi. Đó. Các bạn thấy không gian có đẹp không ạ? Và bạn ấy đã trồng mít, trồng bưởi phía sau. Trước trồng cau, sau trồng mít. Đó là cái cách mà phong thủy các cụ đã truyền lại từ xưa các bạn nhé. Trồng mít ở phía sau cũng là để lại tiếng thơm cho đời sau. Và cái khoảng rộng 1m8 này vừa đi vòng quanh nhà ngắm cảnh, cũng vừa để chống ẩm mốc cho ngôi nhà, rất hay các bạn nhé. Bạn này bạn thiết kế cực kỳ tinh tế luôn. Đó. Đấy, mình đi đủ một vòng vòng quanh. Các bạn thấy ngôi nhà có hay không ạ? Rất nhiều hoa và cây cảnh xung quanh ngôi nhà. Bây giờ thì cái cuộc sống nó ô nhiễm. Cái cuộc sống bên ngoài nó rất nhanh, rất bề bộn, rất ô nhiễm. Khi về đến nhà, thực sự đây là một cái không gian nghỉ dưỡng. Và đây chính là một ngôi nhà chuẩn theo cái phong cách nhà nghỉ dưỡng các bạn nhé. Biệt thự nhà vườn, nhưng lại làm theo cái phong cách nghỉ dưỡng của những cái khu resort đấy ạ. Cái nhà này chỉ thiếu một cái bể bơi đấy. Ta tham quan nhà mày chứ đi đâu hả con cún kia. Mình mê mẩn cái không gian phía ngoài của ngôi nhà này luôn các bạn ạ. Thôi không làm mất nhiều thời gian của các bạn nữa, giờ mời các bạn đi vào tham quan cái không gian nhà chính nhé các bạn nhé. Đó.
bước lên ba bậc để đi vào trong nhà. Cái sảnh của bạn ấy cũng rất là gọn gàng, xinh xắn thôi. Ba bậc này nó cũng có ý nghĩa trong cái phong thủy là thiên thời, địa lợi, nhân hòa các bạn nhé. Và hai bên thì bạn trồng hoa rất là đẹp đây. Hoa hồng. Cái bồn hoa này khi bạn vào trong nhà nó mới thấy thú vị. Đó. Con chào cô chú ạ. Và đi vào chính là cái không gian này của bạn là 3824, khoảng độ 2m8 để làm cái trục giao thông chính để đi sang hai dãy. Một bên này là bạn ấy thiết kế phòng bếp này, sau tới cầu thang này, sau tới phòng khách này. Các bạn nhìn thấy không gian có đẹp không ạ? Khi thiết kế nhà thì cái tầng 1 các bạn nên thiết kế tất cả những cái không gian cộng đồng kết nối với nhau để nó mềm mại, nó tiện sinh hoạt. Đó, cái phòng tivi này thì nó cũng chỉ được khoảng 16 mét vuông thôi, nhưng mà ngồi ở đây cực kỳ rộng luôn. Tại sao lại thế ạ? Nó chính là ở chỗ này. Ở đây thì bạn đã vay mượn không gian rất là tốt luôn. Thiết kế hệ cửa bốn cánh, khi bạn ấy mở cửa ra thì hoa, hương hoa và những cái mùi hương của đất, của cây nó ngập tràn vào trong phòng mình luôn. Thực tế cái phòng khách của bạn ấy chỉ 16 mét vuông thôi, nhưng nó vay mượn ra tận cổng luôn đây này các bạn này. Tất cả cây cảnh nó tràn ngập vào phòng khách luôn. Đây là một cái cách thiết kế cực kỳ hay luôn các bạn nhé. Thay vì những cái bức tranh các bạn đắp vẽ nó tốn kém thì các bạn mở rộng không gian bằng cách này. Đấy. Cái không gian phòng khách mà 16 mét thì nó là quá hẹp, đúng không ạ? Nhưng nó được vay mượn ra đây cực kỳ thỏa đáng luôn. Đó là những cái cách thiết kế cực kỳ thông minh các bạn nhé. Mời các bạn tham quan tiếp cái không gian phòng khách này. Đó. Cái cầu thang của bạn ấy thì 1m1 thì bạn đã chia đôi ra. Một nửa là làm cái hệ tủ âm tường sang phòng khách để kê những cái nọ hoa trang trí. Và phía bên kia bạn ấy dùng một nửa cho phòng bếp. Cầu thang gỗ kính, mặt đá đen, cổ bậc đá trắng. Nhưng cái bạn này bạn ấy làm đẹp quá. Các bạn nhìn thấy cái cột trụ cầu thang nó đẹp không ạ? Cái pha nề chỗ này nó cũng giống như là hội tụ những cái tốt đẹp nhất vào trong cái ngôi nhà của mình thế này. Đó, và phía bên này thì bạn ấy dùng làm tủ âm cho phòng bếp để phòng bếp rộng đẹp hơn. Khi thiết kế ngôi nhà thì các bạn nên cân bằng những cái không gian. Không gian của phòng bếp ở trong nhà nó quan trọng như dạ dày trong người của bạn. Đó. Cái không gian bếp đẹp sang trọng lịch sự nó tạo cho cái ngôi nhà cái độ sang rất nhiều các bạn nhé. Và cái bếp này của bạn ấy cũng không rộng đâu ạ. Diện tích thực tế của nó chỉ khoảng 16 mét vuông. Nhưng nó lại vay mượn, vay hết ra phía ngoài. Khi vợ của bạn đứng đây rửa bát mà ngắm ra vườn thế này, phục vụ bạn cả đời không thấy mệt mỏi. Đó. Nếu muốn được như vậy thì bạn phải thiết kế cái bếp thật đẹp. Và đây có một cái cửa 80 để đi ra. Khi mà đi chợ về sẽ đi về đây, không đi qua mặt khách. Rất là lịch sự, rất là nhẹ nhàng, đúng không ạ? Đó. Mà mời các bạn tham quan tiếp những cái không gian tiếp theo. Ở dưới này thì bạn ấy đang thiết kế hai phòng ngủ. Ở đây thì bạn làm hai cái cửa, nhưng mà cửa này chỉ lấy sáng thôi các bạn nhé. Cửa này chắc chắn là bạn ấy cũng sẽ là sợ là nó thoát tài, nên là bạn ấy chỉ làm lấy sáng thôi. Chứ cửa này mà đối chiếu chính với cái cửa chính cũng sợ nó là thoát tài. Và đây là một cái phòng ngủ, nhưng mà trước mắt thì bạn chưa dùng tới và bạn đang dùng để làm nhà kho. Cất tất cả những cái đồ linh tinh lộn xộn của gia đình các bạn nhé. Và mình đi lùi lại một chút thì ở đây bạn ấy đã có một cái phòng vệ sinh
chung cho cái tầng 1. Và đây là cái phòng ngủ số 2 ngay cạnh cửa chính đi vào. Đó. Rất thẳng phẳng, đơn giản. Nhưng mà bạn cũng chưa dùng tới các bạn nhé. Chứ không được 4 làm 1 của mình. Của mình đấy là 4 làm 1. Giờ mời các bạn đi lên trên để tham quan cái không gian trên tầng 2. Thực sự ngôi nhà này khi mình tham quan mình rất thú vị bởi vì cái phong cách hiện đại, trang nhã lịch sự và trong ngôi nhà rất sạch sẽ luôn. Đi nó mát hết cả chân luôn. Đó, bên ngoài thì xanh mát, bên trong thì sạch sẽ gọn gàng. Thực sự những cái không gian sống rất là lý tưởng các bạn ạ. Làm nhà mới các bạn cũng không nên tham vọng cầu kỳ quá đâu. Cứ trang trí thẳng phẳng và thiên về những cái công năng sử dụng của nó. Ngôi nhà này mình thấy cái công năng sử dụng của nó rất là tuyệt vời luôn các bạn. Rất là thoáng luôn. Mình đã lên đến tầng 2. Thì mời các bạn nhìn lại cái không gian của cầu thang này. Cái cầu thang thì bạn mở rộng là 3m2 các bạn nhé. 3m4. Mặt cầu thang 1m1, còn đâu cái khoảng trống ở đây cũng gần 1m. Khi mà có cái khoảng trống rộng như vậy thì cầu thang nó sẽ rất là thoáng các bạn nhé. Mời các bạn đi về phía trước này. Vẫn thẳng cái trục vệ sinh ở dưới lên thì bạn thiết kế một phòng vệ sinh chung của tầng 2 ở đây. Mời các bạn đi về phía trước để tham quan. Đó. Cái không gian phòng ngủ của bạn ấy quá là tuyệt vời luôn. Rất là đơn giản nhưng mà đẹp. Đó, tivi treo tường, không cần cầu kỳ, kệ kiếc là nó mất không gian của chúng ta. Các bạn thấy có đẹp không ạ? Nếu buổi sáng hoặc là buổi tối chúng ta ra đây hít thở và ngắm cái sân vườn của mình có thích không ạ? Bên trên này thì bạn lát bằng cái sàn vân gỗ, rất là bóng đẹp luôn. Đây, mời các bạn đi ra cái sảnh. Chỗ nào cũng thấy có hoa hồng luôn. Có thể đây các bạn có thể gọi đây là ngôi nhà hoa hồng nhé. Quá nhiều hoa luôn. Khi đến ngôi nhà thì mình chỉ tham quan qua ngôi nhà là mình biết chủ nhà thế nào rồi. Bạn chủ nhà này chắc chắn là một người rất có tâm hồn và lãng mạn. Mời các bạn tham quan cái phòng ngủ nữa trên tầng 2. Thì trước mắt bạn ấy chưa dùng tới và đang dùng để làm cái phòng mà các con ngồi học, ngồi chơi ở đây. Giờ mình đi về phía sau nhé. Mời các bạn tham quan tiếp những cái không gian ở phía sau. Đó. Thực sự đến cái phòng nào nó cũng rất là thoáng và mát luôn. Cái phòng này diện tích khoảng 20m2 mà bạn ấy đang để những cái phòng làm việc luôn ở đây này. Phòng làm việc của bạn luôn này. Đấy, đồ đạc, sách vở. Và mời các bạn đi ra cái sảnh. Đó. Ở thôn quê những cái phong cảnh nó rất là yên bình. Các bạn nhìn gió mát. Mình đến cái ngôi nhà thấy rất là thích luôn các bạn. Đây, phía sau thì thay vì bạn nằm một bức tường thì bạn đã làm một cái vách kính ở đây để tất cả những cái không gian của thiên nhiên nó ngập tràn vào. Cái ngôi nhà này, cái phòng này không cần bật điện, các bạn vẫn đủ thừa ánh sáng để làm việc các bạn nhé. Đó, chỉ sợ sáng quá thôi ạ. Giờ mời các bạn tham quan tiếp những cái không gian tiếp theo. Mời các bạn tham quan cái phòng ngủ này. Cái phòng ngủ này thì có diện tích cực kỳ rộng luôn. Diện tích khoảng 25m2, chưa tính khu vực vệ sinh khép kín. Và ở đây, bạn ấy có một cái phòng vệ sinh khép kín rất là to luôn. Trong cái thiết kế thì cái phòng vệ sinh này là sẽ thiết kế cả bồn ngâm
Nhưng mà trước mắt thì bạn ấy chưa chưa kê bồn ngâm thôi. Các bạn thấy cái phòng ngủ này có giống những cái phòng ở khách sạn không ạ? Và phòng nào cũng có đều có ban công để đi ra các bạn nhé. Đó, buổi tối mà các bạn đi ra đây, trước khi ngủ các bạn ra đây ngắm ban công, ngắm sân vườn có đẹp không ạ? Đúng cái phong cách nhà của khu nghỉ dưỡng luôn các bạn nhé. Và ở cuối đây thì bạn thiết kế một cái bậc để đi lên cái hệ trên mái và chỉnh sửa téc nước ở trên đó các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video tới giây phút này. Nếu bạn thấy chia sẻ của mình hay hữu ích, nhớ cho mình một nút thích, một nút đăng ký kênh. Cần được chia sẻ, tư vấn nhiều hơn, các bạn hãy gọi cho mình số điện thoại trên màn hình để mình trực tiếp chia sẻ và tư vấn với các bạn những cái điều chân thành cởi mở nhất. Chỉ mong các bạn sớm hoàn thành ngôi nhà mơ ước của bạn cho gia đình và người thân. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.